Ken bị chê là thảm họa trong trận thua 0-3 của Bayern. Truyền thông Đức chỉ trích tiền đạo Harry Kane khi Bayern thảm bại dưới tay Leverkusen và tụt lại trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Tờ Bild gọi màn trình diễn của Kane là thảm họa, với một bài viết có tiêu đề thảm họa Kane. Trong đó, tác giả viết, Kane được mua về cho những trận đấu quan trọng thế này. Nhưng anh ấy lại có trận đấu tệ nhất trong màu áo Bayern. Trên sân Bayern tối ngày 10 tháng 2, Kane đá trọn 90 phút, chạm bóng 18 lần, không qua người hay có đường truyền quyết định nào, khi pass, và chỉ có một cú sút bị chặn. Bild tiếp tục chỉ trích Kane vì sự kém hiệu quả trước các hậu vệ của Leverkusen. Nhật báo này đánh giá Kane chỉ hiệu quả ở một thông số khi chạy 10,8 km, cao thứ nhì Bayern, chỉ kém Nusai Majao. Kane có thể vẫn đoạt vô phá lưới, nhưng anh ấy đến Bayern để vô địch Bundesliga, Bild bình luận, và chấm tiền đạo người Anh điểm 6. Trong trận đấu có thể định đoạt ngôi vô địch, Leverkusen áp đảo khi dứt điểm 14 lần với 8 cú trung đích so với 9 và 1 của Bayern. Chủ nhà ghi 3 bàn nhờ công Josip Stanić, Alejandro Grimado, Jorin Frimpong và lẽ ra đã thắng đậm hơn nếu chắc chiêu cơ hội. Chiến thắng này giúp Leverkusen gia tăng khoảng cách với Bayern lên 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 13 trận. Sau trận, Kane cho rằng Bayern pressing tốt, nhưng mất bóng nhiều và tạo điều kiện cho Leverkusen xây dựng thế trận. Tiền đạo người Anh cũng thừa nhận Bayern tranh chấp tay đôi kém hơn và thiếu những đường bóng quyết định chất lượng. Khi được hỏi liệu Bayern có đang ở thế yếu trong cuộc đua danh hiệu hay không, Kane đáp, điều đó không phải do chúng tôi quyết định, mà để những người khác quyết định. Chúng tôi phải tập trung, cải thiện và xoay chuyển tình thế nhanh chóng. Tương tự, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng Bayern thi đấu nhỉnh hơn đầu trận, nhưng thiếu sự đột phá trong 1/3 cuối sân rồi gục ngã vì những sai lầm. Huấn luyện viên người Đức cũng nhận định tỷ số 0-3 không phản ứng đúng cục diện và khẳng định Bayern sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua vô địch. Cách tiếp cận của chúng tôi sẽ không thay đổi. Chúng tôi phải tiếp tục và tiến bộ nếu muốn thực hiện được tham vọng, ông khẳng định. Sau khi bị đội hạng Barca ba bớt loại từ vòng 2 cúp quốc gia Đức, trận thua Leverkusen càng khiến chiếc ghế của Tuchel lung lay dữ dội. Nhưng giám đốc điều hành Bayern Jan-Christian Risen khẳng định tương lai của huấn luyện viên 50 tuổi vẫn được đảm bảo, dù thừa nhận đội đá kém và đáng thua Leverkusen. Trong khi đó, Xabi Alonso, ứng viên hàng đầu kế nhiệm Jurgen Klopp tại Liverpool, nói, chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Bạn phải phòng ngự chắc chắn trước Bayern. Chúng tôi đã làm rất tốt, chơi kỷ luật, chặt chẽ và hầu như không cho Bayern có cơ hội nào. Bàn thắng đầu tiên rất quan trọng nhưng màn trình diễn và sự quyết tâm nói chung là tuyệt vời. Vòng kế tiếp, Bayern làm khách của Bochum, còn Leverkusen hành quân tới sân của Heidenheim. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.